Hả? Đâu đây? Ở khu lạc mình giờ đâu? Tới đâu đây nè. Ở ngoài 40 vậy đó. Đi gì? Hết đất luôn rồi. Không có đất gì nữa. Ừ. Nhờ trước kia nó có độ ngang nha, trước kia mà hẹp mà nó chịu cái độ khắm. Đây nó chở kiểu đây gần 30 tấn rồi đó. Mồi lần lớn